Gì nữa? Muốn tôi làm gì cho anh? Có đâu. Tôi chỉ muốn hỏi là tại sao cô không chịu lo học thôi. Hey, bán lặt vặt chi nữa vậy? Học thì vẫn học, mà làm thì vẫn làm, có sao đâu. Mà tôi nói cho anh biết á nha, hồi trước á tôi bán hàng đắt khách lắm á, thu nhập cũng không tới nổi đâu. Chẳng qua là tôi bị người ta phá, việc buôn bán khó khăn, cho nên tôi mới phải đi làm nhiều nghề. Rồi bị anh coi thường tôi vậy đó. Ai? Tôi xin lỗi. Có sao không vậy? Không. Có ngạn biết tay tôi, cái công việc này cũng là thu nhập chính của gia đình tôi. Má tôi cũng có việc làm ở đó, cho nên á tôi phải ráng giữ các mối này, chứ sau này bị chồng bỏ, đi về nhà còn có kế mà mưu sinh chứ. Nè, cô lo xa dữ vậy? Ai mà bỏ cô? Ủa, chưa hết hợp đồng anh không bỏ tôi hả? Thì mai mốt tính sao? Chuyện phải lo là chuyện đi học của bé Uyên kìa. Tôi tính hết rồi, bé Uyên đi học á, tôi sẽ lo hết tiền học phí. Gì? Còn tiền cấp dưỡng hàng tháng cho má cô nữa, tôi cũng lo luôn. Bây giờ cô chỉ tập trung vô việc học thôi, đừng có buôn bán nữa. Làm gì vậy? Ủa, đâu có sốt đâu ta, mà sao anh ăn nói sảng vậy? Quá đáng vừa thôi nha. Cô làm như tôi xấu xa lắm không bằng. Chứ gì nữa? Bộ tôi chưa từng tốt với cô hả? Đúng không? Thì cũng có. Nhưng mà tôi không có nhận đâu. Sao lại không nhận? Tôi biết ơn gia đình anh nhiều lắm rồi, cho nên tôi cũng không muốn mắc nợ thêm đâu. Nè, đừng có nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn lo cho cô thôi. Tôi không muốn người ta nói tôi là con rể bất hiếu, không lo được cho má vợ. Mấy thứ đó đối với cô là nhiều tiền thôi, chứ đối với tôi á, mấy cái số tiền này á nhỏ xíu à. Cho nên nhận nha. Mà đến sao không trân trọng một nửa chân thành.